Konnichiwa, xin chào cô chú bác anh chị em và các bạn đã đến với kênh Kyukado CP. Hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người cách nấu món canh bún thơm ngon, đậm vị mà rất là đơn giản, dễ làm, không quá cầu kỳ, mất thời gian. Đây là một trong những món ăn lề đường được yêu thích nhất tại Việt Nam. Mời mọi người vào xem và cùng làm nhé. Để làm canh bún, ở đây mình mua được 5 con cua chân dài. Mình không có mua được cua đồng như ở Việt Nam. Mà cua chân dài này thì có bán rộng rãi ở các siêu thị nên mình mua cua này để làm nha. Cua này nó cũng có rất là nhiều gạch và thịt của nó cũng thơm ngon, ngọt nữa. Trước tiên mình sẽ đem cua đi hấp. Mình cho hết cua vào chảo để hấp nha. Cho vào đây tí xíu nước rồi đậy nắp lại hấp cho chín. Hấp được 10 phút là cua đã chín rồi. Mình tắt bếp nhắc xuống để cho cua nguội rồi mình sẽ lấy phần thịt và gạch của cua ra nha. Tiếp theo ở đây mình có 5 cọng sườn nhỏ. Hôm nay mình sẽ sử dụng sườn này để nấu nước lèo nha. Sườn này thì nấu nước lèo nó ra nước ngọt mà mấy đứa nhỏ nó thích ăn sườn này lắm. Bắt lên bếp một ít nước nấu cho sôi rồi cho sườn vào trụng sơ. Nước sôi rồi mình mới cho sườn vào trụng và mình đợi cho nước nó sôi trở lại thì mình sẽ tắt bếp và đổ cái nước này đi, rửa sườn cho thật sạch. Đó, nước sôi lên thì nó sẽ nổi bọt như thế này, là cái sườn nó có những cái chất dơ đó, nó sẽ ra hết. Rồi mình sẽ đổ nước này đi nha. Mình bắt một nồi nước khác lên cho sườn đã rửa sạch vào đây. Để nấu cho nước dùng được ngọt thì mình cần có thêm một củ hành tây và một ít tôm khô. Tôm khô thì tùy theo mọi người thích ngọt nhiều thì cho nhiều, còn thích ít ngọt ít thì cho ít nha. Mình cắt củ hành tây ra làm tư, nhưng mà không có cắt đứt ra, cắt ở trên cái đầu như vậy thôi. Rồi cho vào nồi chung với sườn luôn. Tôm khô này là ở nhà mình làm luôn nha mọi người. Rồi nêm nếm ở đây luôn. Cho vào đây một ít đường phèn, mọi người cứ nêm nếm theo khẩu vị của gia đình nha. 2 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê bột nêm. Rồi bật lửa lớn nấu cho nước sôi lên. Cua của mình để nãy giờ nó nguội rồi, bây giờ mình sẽ lấy ra, lấy thịt và gạch của cua và lấy lại cái nước luộc luôn nha. Còn phần cua thì mình sẽ lấy thịt và lấy gạch nó ra. Nước dùng đã sôi lên và nổi bọt rất là nhiều, mình vớt bọt nhiều lần cho nước dùng được trong. Đây là tất cả những nguyên liệu mình sẽ làm riêu cho canh bún. Ở đây là nửa ký thịt heo băm sẵn, gạch cua, thịt cua. Mình lấy ra được nhiêu đây nè. Và ở đây là riêu cua. Mình mua hũ riêu cua này của Thái nha. Cái này nó có bán ở siêu thị của Thái và ở tiệm Việt Nam cũng có bán nữa. Và đây là mắm tôm. Mắm tôm thì không thể thiếu rồi. Hôm nay mình sẽ dùng cái chảo không dính để nấu riêu cua nha. Cho thịt và tất cả các thứ vào đây. Riêu cua. Và thịt cua. À
À, ở đây mình có thêm 4 cái trứng gà nữa, trứng gà CM 4 cái. Cho nhiều trứng gà vào, mình thấy riêu cua của mình nó mềm và rất là ngon luôn. 4 cái là vừa nha. Riêu cua mình sẽ cho vào đây 2 muỗng. Một cái muỗng này là 30ml, 30cc. 2 muỗng là 60ml, 60cc. Tiếp theo là một muỗng canh mắm tôm. Nếu như mà thích cho cái mùi đậm hơn thì cho nhiều hơn. Còn ở nhà mình, ông xã mình không có thích ăn cái mùi này lắm, cho nên mình cho một muỗng canh thôi. Thêm một ít tiêu xay. Nửa muỗng cà phê muối. Vì cái riêu cua và cái mắm tôm á, là nó đã có nêm ở trong rồi, cho nên là mình nêm ít muối thôi. Nêm nhiều quá nó mặn, ăn không ngon nha. Thêm một muỗng canh đường và một muỗng cà phê bột nêm. Trộn đều lên cho hỗn hợp hòa tan ra. Khi hỗn hợp đã hòa tan đều rồi, mình sẽ dàn ra cho cái mặt nó bằng lại nha. Chảo lên bếp, đậy nắp lại và mình sẽ nấu riêu với lửa nhỏ, thật là nhỏ luôn. Nào nước dùng của mình thì thỉnh thoảng mình vớt bọt cho nước được trong nha. Phần nước mà hồi nãy mình chừa lại khi mà hấp cua đó, mình cho vào đây luôn. Riêu của mình nấu được 10 phút thì nó sôi lên như thế này. Đó, khi mà nó sôi lăn tăn như thế này, mình sẽ hạ lửa xuống nữa nha. Hạ xuống ở mức nhỏ nhất luôn. Rồi tiếp tục đậy nắp lại nấu cho riêu chín. Nào nước dùng sau khi mà mình cho nước luộc cua vào thì nó sẽ nổi bọt lên nữa. Vớt bọt bỏ cho nước dùng được trong nha. Phần nồi riêu cua bây giờ nó đã sôi mạnh hơn hồi nãy rồi. Bây giờ mình sẽ làm như thế này. Mình dùng cái cây phới mình cắt nó ra như thế này để cho nó thông hơi á, nó chín luôn phần bên trong. Như vậy thì nó sẽ dễ chín hơn. Mình cắt ra cái miếng vừa ăn nha. Đó, cắt ra như vậy để cho nó dễ chín hơn. Thay vì hấp thì mình thấy hấp nó hơi lâu, cho nên là mình nấu ở trên chảo như thế này nó sẽ nhanh hơn. Nấu ở trên chảo như vậy vừa nhanh, tiện mà lại ngon nữa. Đậy nắp lại hấp tiếp cho đến khi nào riêu chín. Riêu của mình bây giờ nó đã chín rồi nè. Đó, có cái màu đẹp ghê chưa. Như vậy là được rồi, mình tắt bếp và để ở đây. Ở nhà mình có trồng một ít rau muống thủy canh nè. Đó, lên tốt ghê chưa. Mình cắt vài cọng vào ăn với canh bún nha. Tiếp theo, để cho nồi canh bún của mình có được cái màu như ý muốn, mình sẽ làm một ít dầu màu nha. Vào nồi khoảng 50ml dầu ăn, rồi cho vào đây 100g cà chua, tương cà chua nha. Ở nhà mình hay sử dụng tương cà chua để làm dầu màu cho các món có màu như là bún riêu, canh bún, bún bò Huế, cho các món nước có màu. Bây giờ mình thấy tương cà chua của mình đã đổi màu và cái màu dầu nó đã màu thành màu đỏ rồi nè. Như vậy là được rồi, mình tắt bếp nha. Quay lại nồi nước dùng thì mình sẽ vớt cái hành tây này ra. Rồi cho nước dầu màu vào đây.
Cuối cùng ở đây mình có một hộp huyết vịt 300g. Huyết này là huyết của vịt nha mọi người. Mình mua được cái này ở tiệm Việt Nam. Nếu như mà mọi người thích huyết heo thì sử dụng huyết heo. Ở đây mình có thêm một ít đậu hũ nữa. Đậu hũ thì cái loại này người ta đã chiên sẵn viên tròn và một cái miếng vuông như thế này. Mình làm hai loại và bốn trái cà chua. Đậu hũ mình cắt ra thành từng viên nhỏ vừa ăn nha. Mình sẽ cho đậu hũ vào nồi chiên không dầu, chiên cho nó vàng đều hơn nha. Cà chua thì trái này nó nhỏ cho nên là mình cắt làm tư. Nước dùng của mình như vậy là được rồi, mình cho huyết và các thứ còn lại vào nồi luôn. Riêu cua của mình sẽ cắt ra viên nhỏ vừa ăn rồi cho vào nồi luôn. Bây giờ nó đã ráo nước, nó hút hết nước vào, ráo nước và rất là mềm luôn. Đậu hũ mình cho vào nồi chiên không dầu, chiên với nhiệt độ là 200 độ 15 phút thì nó vàng như thế này. Bây giờ mình sẽ cho vào nồi luôn nha. Rồi cho cà chua vào luôn. Nhìn hấp dẫn, đói bụng quá mọi người ơi. Mình chờ cho nước sôi lên, riêu cua nó sẽ nổi lên trên mặt nước. Rồi mình sẽ múc ra tô nha. Rau muống thì mình hái vào, cắt khúc và rửa cho thật sạch, rồi luộc sơ. Mình sẽ cho vào đây một muỗng canh nước cốt chanh. Cho nước cốt chanh vào đây để cho mình luộc rau muống, để lâu nó không có bị sẫm màu lại. Có bị sẫm thì nó cũng ít hơn là mình không có cho chanh vào. Không cho chanh vào thì nó vớt ra nó sẽ đen điền luôn nha. Rồi luộc sơ thôi, luộc qua nước sôi, luộc sơ thôi, đừng có luộc lâu quá nha. Luộc lâu quá nó mềm, ăn cũng không ngon nữa. Ra tô cho mọi thứ một ít lên và chan nước dùng vào. Như vậy là mình vừa hoàn thành xong món canh bún thơm ngon đậm vị. Mình chúc cho cô chú bác anh chị em và các bạn nấu một nồi canh bún thật là ngon để cùng gia đình thưởng thức. Clip của mình xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu thấy thích thì nhớ ủng hộ mình bằng cách bấm like hoặc share và đăng ký cho kênh của Kiều Cao Đồ GP để khi mình đăng clip mới, mọi người sẽ được xem đầu tiên. Mọi thắc mắc hay đóng góp ý kiến, xin vui lòng comment bên dưới clip. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người để mình có thêm động lực làm nhiều clip khác hấp dẫn hơn nữa nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các clip sau. Sai gồm mà để mỹ tế của đế tệ. Arigato gozaimasu. Mata ne.